Trên máy bay có nuôi em bé không? Tai nghe trên máy bay có đủ an toàn vệ sinh khi sử dụng không? Chuyến bay mắc đỏ là gì? Suất ăn được đưa lên máy bay như thế nào? Máy bay cũ khi không còn bay được nữa có thể sử dụng ở được việc gì? Xin chào các bạn đến với tập đầu tiên của series Chuyến bay kỳ thú. Chuyên mục sẽ đem lại cho các bạn những điều hay ho và hữu ích trên mỗi chuyến bay. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Xin chào các bạn, lại là Travip đây. Khi đi máy bay với trẻ nhỏ, không chỉ trên những chuyến bay ngắn mà còn những chuyến bay tầm trung và tầm xa, thì sự thoải mái của bé cũng như các bậc phụ huynh cũng rất quan trọng. Nhiều hãng hàng không cung cấp dịch vụ nuôi em bé để bé và các bậc phụ huynh đỡ mệt hơn trên những chuyến bay. Ở một số vị trí hàng ghế đầu trên chuyến bay, các bạn có để ý có hai lỗ tròn như thế này không? Đó là chỗ gắn nuôi em bé đó. Và nuôi em bé được gắn lên như thế nào? Đây là một ví dụ trên chuyến bay của Asiana Airlines từ Incheon đi Đà Nẵng với tàu bay Boeing 747. Các tiếp viên đang gắn nôi lên vách máy bay. Còn đây là mô phỏng nôi em bé của Singapore Airlines gắn trên tàu bay Boeing 787-10. Và nôi chỉ được gắn lên sau khi máy bay cất cánh, ổn định độ cao và trước khi máy bay hạ cánh. Những lúc máy bay lăn, cất và hạ cánh thì nôi em bé sẽ được thu vào. Mỗi hãng sẽ có quy định riêng về dịch vụ này. Ví dụ, Vietnam Airlines cung cấp miễn phí dịch vụ nôi trên chuyến bay cho trẻ em dưới 2 tuổi và có trọng lượng dưới 11kg. Vì số lượng nôi trên mỗi chuyến bay có hạn, nên hãng cũng cho biết sẽ ưu tiên cung cấp dịch vụ cho những yêu cầu đặt trước. Hãy liên hệ với hãng khi mua vé để biết thêm thông tin nhé. Còn Singapore Airlines cũng có dịch vụ nôi em bé, cũng theo tiêu chí ưu tiên cung cấp dịch vụ cho những yêu cầu đến trước và nôi của hãng có thể chịu được trọng lượng của bé dưới 14kg. Bạn có biết, nhiều hãng hàng không cũng có dịch vụ đặt suất ăn riêng cho trẻ em bao gồm suất ăn cho trẻ dưới 2 tuổi và từ 2 đến dưới 12 tuổi. Như đây là một ví dụ về suất ăn cho trẻ em trên chuyến bay của Asiana Airlines từ Incheon về Đà Nẵng. Các bạn cũng nên liên hệ hãng lúc mua vé để biết thêm chi tiết nhé. Trên một số chuyến bay, hãng hàng không sẽ phục vụ tai nghe cho hành khách để tận hưởng hệ thống giải trí có tại ghế ngồi. Trong đa số trường hợp, khi kết thúc chuyến bay, hãng sẽ thu lại tai nghe để tái sử dụng cho những chuyến bay sau. Như vậy, nhiều bạn sẽ thắc mắc những tai nghe này có đủ sạch sẽ và vệ sinh để tái sử dụng cho những lần sau không? Đừng lo nhé, tất cả đều rất an toàn khi những chiếc tai nghe này đến tay hành khách. Theo mình được biết thì sau những chuyến bay, những tai nghe này sẽ được xịt khử khuẩn và lau chùi cẩn thận, đóng gói. Thậm chí sau đó còn được đưa vào máy khử khuẩn bằng tia cực tím nữa. Sau khi được đưa trở lại máy bay, theo như Travis thấy thì hai miếng bọc tai nghe được đóng gói kín. Khi nào hành khách sử dụng thì bóc ra rồi bọc lại vào tai nghe, hoàn toàn yên tâm về độ sạch sẽ nhé. Trên một số chuyến bay đủ dài và trên máy bay có trang bị hệ thống giải trí cá nhân, hãng hàng không thường phục vụ tai nghe cho cả hành khách bay hạng thương gia và hạng phổ thông. Tai nghe có thể được để ngay cửa máy bay để hành khách tự lấy hoặc được các tiếp viên phục vụ ngay tại chỗ ngồi. Đối với khách hàng thương gia, đôi lúc tai nghe được để sẵn trong hộp đựng riêng tại khu vực ghế ngồi. Sau chuyến bay, hãng sẽ thu lại tai nghe chứ hành khách không được lấy về. Trong một số trường hợp như khi bay hạng phổ thông của Singapore Airlines, hãng sẽ để tai nghe ngay cửa máy bay để hành khách tự lấy. Và với loại tai nghe này thì hành khách có thể lấy về và điều này được ghi rõ trên bao bì của tai nghe. Các bạn đã bao giờ xem phim hay nghe nhạc trên máy bay chưa? Hãy chia sẻ cho Yêu Máy Bay biết trải nghiệm của các bạn nhé! Các bạn đã bao giờ nghe từ Red Eye Flight hay là chuyến bay mắc đỏ chưa? Đây là chuyến bay gì mà nghe tới mắc đỏ ghê vậy? Cũng không có gì ghê gớm đâu. Chuyến bay mắc đỏ là cách gọi những chuyến bay khởi hành lúc đêm và đến nơi vào sáng hôm sau. Hành khách đi trên những chuyến bay này thường bị mệt mỏi do mất ngủ gây ra và mắt họ trông đỏ hơn. Và cụm từ chuyến bay mắc đỏ ra đời từ đó. Cũng có định nghĩa khác nói chuyến bay mắc đỏ kéo dài khoảng 4-6 tiếng, ít hơn thời gian ngủ đêm tiêu chuẩn là 7-8 tiếng, nên thường hành khách sẽ bị thiếu ngủ. Và dù định nghĩa như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng có thể hiểu là đêm lên máy bay, sáng hôm sau đến nơi, và chuyến bay mắc đỏ có nhiều điểm lợi cũng như nhiều điểm bất lợi. Điểm bất lợi tất nhiên là chúng ta sẽ mệt mỏi suốt chuyến bay và ngay cả sau khi hạ cánh. Đó là bởi khi chuyến bay đến nơi vào sáng sớm, chúng ta chưa thể nhận phòng khách sạn ngay. Thường thì các khách sạn sẽ cho nhận phòng lúc đầu giờ chiều. Vì vậy, bạn phải tìm chỗ nghỉ ngơi tạm hoặc đi chơi đâu đó đợi tới giờ nhận phòng. Hoặc nếu bạn may mắn, biết đâu khách sạn cho bạn nhận phòng sớm.
Tuy nhiên, cũng có cái lợi là giúp bạn tiết kiệm được thời gian và tiền bạc. Sau khi kết thúc một ngày làm việc, các bạn có thể ra sân bay vào buổi tối và đón chuyến bay xuyên đêm. Sáng hôm sau đến nơi có thể giải quyết công việc rồi về, hoặc tranh thủ đi chơi luôn sau khi máy bay hạ cánh, tiết kiệm được chi phí cho một đêm khách sạn. Mệt mỏi tất nhiên sẽ có, nhưng tiết kiệm. Một ví dụ là chuyến bay TK731 của Turkish Airlines khởi hành từ sân bay Vilana ở Maldives lúc 22 giờ 35 phút và theo lịch hạ cánh xuống sân bay Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ lúc 4 giờ 45 phút sáng hôm sau. Thời gian bay dự kiến là 8 tiếng 10 phút. Còn chuyến bay nội địa thì sao? Ở Indonesia cũng có chuyến bay nội địa mắc đỏ, ví dụ như chuyến bay GA656 của Garuda Indonesia khởi hành từ thủ đô Jakarta đi sân bay Sentani ở Jayapura, thủ phủ của tỉnh Papua ở cực đông nước này. Chuyến bay khởi hành theo lịch lúc 0 giờ 05 phút vào nửa đêm và đến nơi lúc 7 giờ 30 sáng hôm sau. Thời gian bay là 5 giờ 25 phút. Lưu ý là hai sân bay này nằm ở hai múi giờ khác nhau, Jakarta ở múi giờ GMT cộng 7 và Jayapura ở múi giờ GMT cộng 9. Bạn có bao giờ thắc mắc là những suất ăn bạn thưởng thức trên chuyến bay đã được đưa lên máy bay như thế nào không? Xách giỏ đồ ăn rồi leo cầu thang lên máy bay chăng? Ồ không, không phải như vậy. Những chiếc xe chuyên dụng như thế này sẽ giúp thực hiện điều đó một cách dễ dàng và thuận tiện. Chắc hẳn các bạn đã thấy những chiếc xe như vậy đâu đó trong sân bay rồi đúng không? Các suất ăn là một phần không thể thiếu trong những dịch vụ trên chuyến bay. Các suất ăn này sau khi được chế biến và đóng hộp, đóng gói trong công ty cung ứng suất ăn theo một quy trình an toàn vệ sinh chặt chẽ. Sau đó chúng được đưa vào các xe đẩy như thế này. Không chỉ có suất ăn, các loại thức uống cũng được cho vào những xe đẩy đó. Sau đó, người ta sẽ đưa những xe đẩy đồ ăn này vào những xe chuyên dụng trông giống như những xe đông lạnh. Tuy nhiên, loại phương tiện này được thiết kế chuyên biệt để có thể đưa đồ ăn từ công ty cung ứng suất ăn đến cửa máy bay. Khi đến vị trí máy bay đang đậu, thùng xe cung ứng suất ăn sẽ được nâng lên cao ngang bằng cửa máy bay. Lúc này các nhân viên sẽ đẩy những xe đồ ăn thức uống vào bên trong máy bay. Các xe đẩy này sau đó được đưa vào khu vực bếp trong khoang máy bay. Sau khi máy bay cất cánh, các tiếp viên sẽ đẩy xe suất ăn đi phục vụ hành khách. Và nếu đó là các suất ăn nóng thì các tiếp viên sẽ hâm nóng lại trước khi phục vụ hành khách. Cái gì cũ quá đến lúc không còn sử dụng được nữa thì sẽ bị đào thải. Những máy bay khi đã quá cũ và không thể khai thác được nữa thì cũng phải bỏ đi. Có những chiếc trở thành phế liệu ở nghĩa địa máy bay. Cũng có những chiếc được đưa vào nơi trưng bày hoặc bảo tàng. Có chiếc lại được tận dụng làm nơi kinh doanh du lịch như chiếc Boeing 737 cũ này ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Thân máy bay cũ đã được đưa về ngay trung tâm thành phố để biến thành một nhà hàng độc đáo mang tên Plane in the City hay máy bay trong thành phố. Thực khách đến nhà hàng độc đáo này có thể mua các hạng vé như hạng phổ thông, hạng thương gia, hạng nhất, được làm thủ tục check-in và vào phòng chờ như một chuyến bay thật. Trước khi lên máy bay, thưởng thức bữa ăn, thực khách cũng được leo lên động cơ, vào buồng lái và đi trên cánh máy bay để chụp hình lưu niệm, điều mà hành khách khó thực hiện được khi bay một chuyến bay thật. Đến giờ ăn, máy bay đóng cửa, tiếp viên cũng hướng dẫn an toàn bay nhưng theo một cách vô cùng vui nhộn. Bên trong thân máy bay, nội thất cũ của chiếc Boeing 737 này đã được tháo ra hết, thay vào đó là một nhà hàng độc đáo với bàn ghế phục vụ cho việc thưởng thức những bữa ăn đặc biệt. Tùy vào vé bạn mua là hạng phổ thông, hạng thương gia hay hạng nhất mà bữa ăn cũng sẽ có số lượng món khác nhau. Hạng phổ thông có giá xương xương khoảng 1 triệu tư một người, hạng thương gia là 2 triệu 7 một người và hạng nhất có giá khoảng 5 triệu tư một người. Đối với những người yêu thích trải nghiệm trên máy bay thì đây cũng có lẽ là một trải nghiệm độc đáo với máy bay nhưng mà trên mặt đất. Còn các bạn thì sao? Các bạn đã từng hoặc mong muốn có một trải nghiệm như thế nào trên những chuyến bay? Hãy chia sẻ dưới phần bình luận chi yêu máy bay và các bạn khác biết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem số đầu tiên của series Chuyến bay kỳ thú. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 2.